Biệt danh Hoàng đế đã nổ lên tất cả, Franz Beckenbauer là một người khổng lồ của bóng đá Đức. Dưới sự trị vì của ông, nước Đức đã chinh phục World Cup lần thứ 2 vào năm 1974 và lần thứ 3 vào năm 1990 khi ông làm huấn luyện viên. Trong lịch sử World Cup, bên cạnh Mario Zagallo, Franz Beckenbauer chính là người còn lại đã vô địch thế giới trên cả hai cương vị cầu thủ và huấn luyện viên. Hoàng đế có thể biến mọi thứ trở thành vàng, và ông cũng chính là người đã khai sinh ra vị trí libero huyền thoại trong bóng đá. Beckenbauer ra mắt FIFA World Cup vào năm 1966 trên đất Anh. Khi đó ông mới 20 tuổi và chơi ở vị trí tiền vệ công. Ngay ở trận đấu đầu tiên tại World Cup của mình gặp Thụy Sĩ, ông đã góp một cú đúp trong chiến thắng 5-0. Tay Đức thẳng tiến vào tứ kết, nơi mà họ đã đánh bại Uruguay 4-0. Franz Beckenbauer ghi bàn thắng thứ 2 vào phút 70. Ở bán kết, Beckenbauer giáp mặt với thủ môn xuất sắc nhất qua mọi thời đại, Lev Yashin. Cả Liên Xô và Tây Đức đều chơi kín kẽ, trận đấu nóng lên theo từng phút và áp lực khủng khiếp chỉ được giải tỏa khi Helmut Haller ghi bàn mở tỷ số trước khi Beckenbauer đảm bảo chiến thắng cho người Đức bằng cú nã đại bác vào lưới của Yashin. Tây Đức ghi tên mình vào trận chung kết tại Wembley với chủ nhà Anh. Và thật không may cho họ khi Tam sư năm đó là một tập thể rất mạnh, họ mạnh một cách hoàn hảo với Jock Hurst và Bobby Charlton. Họ đã loại một Bồ Đào Nha đầy kiên cường của báo đen Eusebio trước khi đánh gục chốt chặn cuối cùng Tây Đức ngay tại Wembley. Đó cũng là trận chung kết đầu tiên có một bàn thắng gây tranh cãi. Rõ ràng là bóng đã đi qua vạch lôi, cái trọng tài đã quyết định đúng, nhưng vì công nghệ truyền hình số lúc đó chưa phát triển nên đó vẫn là bàn thắng gây tranh cãi nhất lịch sử các trận chung kết World Cup cho đến tận vài chục năm sau. Đến World Cup 2010, Lampard cũng đã tái hiện pha bóng y hệt vào khung gỗ của tuyển Đức nhưng lại không được công nhận. Trở lại với trận chung kết, hai bàn thắng của Helmut Haller và Wolfgang Weber là không đủ để hạ đội bóng áo đỏ. Sau 120 phút, đội chủ nhà giành chiến thắng 4-2, người Anh giơ cao chiếc cúp Jurime trong biển người tại Wembley. Dù thua trận, Beckenbauer đã có một màn giới thiệu hoàn hảo với khán giả khắp thế giới với 4 bàn thắng. Còn Tây Đức trở về quê nhà trong vòng tay chào đón của người hâm mộ như những người hùng. Vòng chung kết thế giới đến với Mexico 4 năm sau đó. Tại tứ kết, Franz Beckenbauer đã sẵn sàng gặp lại người cũ, tuyển Anh. Họ có một màn báo thù ngọt ngào dù đã bị đối thủ dẫn trước đến 2-0. Nhưng với việc Charlton bị đuổi khỏi sân, Beckenbauer đã mở đầu cho màn loạn ngược dòng với một cú sút xa sấm sét. Lại phải cần đến hiệp phụ, nhưng lần này Vinh Quang đã gọi tên người Đức với tỷ số 3-2. Sân vận động Azteca ở thủ đô Mexico diễn ra trận bán kết giữa Tây Đức và Italia. Trận đấu mà sau này chúng ta đều biết đến như là trận đấu của thế kỷ. Phút 60, Beckenbauer bị trật khớp vai nhưng ông từ chối ra sân. Thay vào đó, ông cho người băng bó cánh tay của mình và chơi đến hết trận với một cánh tay đầy dây cứu thương trắng. Vậy là một con người sử thi đã bước ra từ trang sách. 100.000 người chứng kiến trận đấu ngày hôm đó trên sân vận động lẫn qua màn hình TV đã lặng người nhìn Beckenbauer với một cánh tay bó chặt trắng toát mà vẫn lăn xả. Người Đức nhìn gương ông, họ chiến đấu đến kiên cường như ông, đã ghi bàn, đã rượt đuổi người ấy cho tới những giây phút cuối cùng của hiệp phụ. Azuri toát mồ hôi với chiến thắng sát nút 4-3 và Đức đã đánh bại Uruguay 1-0 trong trận đấu trên hạng 3 sau đó. Thêm một giải đấu nữa mà Hoàng đế kiên cường phải lỗi hẹn với chiếc cúp vàng. World Cup 1974, ông được trao sứ mệnh làm đội trưởng dẫn dắt Tây Đức tại giải đấu diễn ra ngay trên quê hương. Khi đó, họ đang là đương kim vô địch châu Âu, nhưng trong nội bộ đã xuất hiện những rạn nứt. Họ khởi động chật vật với thất bại 0-1 trước đội bóng anh em Đông Đức, trận đấu duy nhất giữa hai đội cho tới khi thống nhất vào năm 1990. Beckenbauer chính là người đã sốc lại tinh thần cho cả đội. Ông đứng ra thương lượng về các khoản tiền thưởng và kêu gọi sự đoàn kết.
những ngôi sao đầy cá tính như Ole Hornas hay Gunther Netzer chấp nhận ngồi dự bị nếu hoàng đế ra lệnh. Và về Gerd Müller, ông đã tìm ra được bản năng sát thủ. Tại Đức, băng băng tiến vào trận chung kết, xe tăng lần lượt bắn hạ Nam Tư, Thụy Điển và Ba Lan trước khi hạ luôn Hà Lan tổng lực của Johan Cruyff ở trận chung kết. Beckenbauer trở thành đội trưởng đầu tiên được vinh dự giơ cao chiếc cúp vàng thế giới phiên bản mới vì chiếc Jurime đã được người Brazil giữ vĩnh viễn sau World Cup 1970. Tại Đức cũng là quốc gia đầu tiên giành cú đúp Euro và World Cup liên tiếp. Sau này còn có Pháp và Tây Ban Nha tái hiện được kỳ tích tương tự. Năm 1990, ông trở lại sân chơi World Cup nhưng trên cương vị là người lái những cỗ xe tăng. Quả penalty định mệnh của Andreas Breme đã được người ta đặt tên cho trận chung kết năm đó là những giọt nước mắt của Maradona. Bàn thắng đó cũng được Beckenbauer trở thành nhân vật lịch sử thứ hai sau Mario Zagallo vô địch World Cup trên cả hai cương vị. Cho đến nay, lịch sử vẫn đang tìm kiếm một người thứ ba. Năm 2006, ông đưa World Cup đến với nước Đức và trở lại sân chơi này một lần nữa trên cương vị mới, trưởng ban tổ chức. Một giải đấu không chỉ mang đến cho nước Đức cú hích về mặt kinh tế, mà còn tạo đà để bóng đá Đức trở lại với vị thế vốn có, mà chiếc vô địch World Cup 2014 là một minh chứng. Là một cầu thủ, Beckenbauer đã tham dự 3 kỳ World Cup và chưa bao giờ kết thúc ngoài top 3. Sân khấu bóng đá thế giới cũng đã ghi nhận sự ra đời của một vị trí mới, Libero, tức hậu vệ chơi thấp nhất, nhờ vào nhãn quan chiến thuật và khả năng đọc trận đấu phi thường. Đây là một vị trí kén người chơi. Libero phải là một người cực kỳ thông minh với nền tảng thể lực tốt, phải đa năng mọi vị trí và có đầu óc phán đoán tình huống cực kỳ chuẩn xác. Beckenbauer là người đã đưa vị trí này trở thành huyền thoại, đồng thời ông điều khiển cả đội bóng vây quanh ông. Hoàng đế làm giá đỡ cho Gerd Müller bắn hạ đối thủ, là chốt chặn trước mặt Sepp Maier và là thiên thần chấp cánh cho Tây Đức lẫn Bayern Munich giành được những vinh quang chói lòa trong thập niên 70. Beckenbauer chính là báu vật mà Chúa đã ưu ái ban tặng cho nước Đức. Thậm chí, người Đức còn ví von tất cả mọi thứ mà Beckenbauer chạm tay vào đều biến thành vàng. Hay như một câu nhận xét đầy xúc tích mà một cổ động viên đã nói: Hoàng đế Beckenbauer là bậc thầy về múa rối. Ông đứng đằng sau tất cả, giật dây và điều khiển nó. Gia sản ông để lại là cả một kho báu thành tích và những chiến quả, nhưng cũng là một hố sâu thâm thẳm để gọi tên và chờ có người thay thế.